Nơi thứ nhất, với nét mặt hiền hòa, Chúa im lặng trước những sỉ nhục của dân chúng và lời tuyên án bất công của Phi-la-tô. Lạy Chúa là đấng rộng rãi tha thứ mọi tội lỗi con, xin cho con được vui lòng chịu những bất công để đáng Chúa tha thứ cho con. Nơi thứ hai, Chúa Giêsu bắt đầu bước trên đường đến núi Sò, trên vai vác một thánh giá nặng. Thánh giá đó là hậu quả của tội lỗi nhân loại, trong đó có tội con. Xin Chúa cho con mỗi khi gặp thánh giá, vui lòng vác để yên ủi Chúa và để đền vì tất cả những tội lỗi trong đời sống của con. Cha lắm quên thân mình, Cha hy sinh nhưng khép môi làm thinh. Yêu thương con, Cha vác cây thập hình. Yêu thương con, Cha gánh muôn tội tình. Con xin đường cho thứ ba, Chúa ngã vì sức nặng của thập giá, nhưng với hết nghị lực, Chúa đã cương quyết đứng lên và tiếp tục bước đi. Lạy Chúa, con nhận thấy đời sống con tầm thường, lê thê vì ngại cố gắng. Xin thương giúp con cương quyết đứng lên với Chúa. Yêu thương con, Cha lãng quên. Nơi thứ tư, Chúa gặp mẹ trên đường thánh giá. Đau đớn của Chúa làm tăng thêm đau đớn của mẹ, và đau đớn của mẹ
làm dịu đau đớn của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết chia sẻ nỗi đau thương của tha nhân, để thông phần đau khổ với Chúa trên đường thánh giá. Ôi thương đau khi thấy con tơi bời, Maria khi thấy con tàn hơi. Yêu thương con nhưng nói sao nên lời, trong tâm can sẽ thất câu. Nơi thứ năm, Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa. Nhiều khi con đã làm ngơ trước đau khổ của người khác, lạnh nhạt với buồn phiền của tha nhân. Xin Chúa cho con nhớ một nét mặt vui, một lời tử tế, một câu an ủi, vừa đẹp lòng Chúa, vừa xoa dịu đau khổ của tha nhân. Nơi thứ sáu, bà Veronica vì lòng mến tràn đầy đã có đủ can đảm để đến lau mặt cho Chúa. Xin cho con đừng khi nào rụt rè hay phân vân trước những nhu cầu của tha nhân, và ý thức rằng một khi đã thực tình mến Chúa, con phải bước đi theo Chúa dầu phải hy sinh đến đâu. Nơi thứ bảy, đã kiệt sức, Chúa lại ngã lần thứ hai. Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã chán nản, thất vọng sau một sa ngã, hay khi thấy con yếu đuối. Xin cho con biết khiêm nhường, nhất là biết thương và cầu nguyện cho những ai đang chán nản thất vọng. Yêu thương con, nước mắt cha tuôn trào.
Nơi thứ 8, Chúa Giêsu từng lại an ủi những thiếu nữ thành Jerusalem. Họ đã không hiểu tội lỗi là nguyên nhân duy nhất gây nên bao đau khổ. Vì thế, Chúa lưu ý họ: hãy khóc thương tội lỗi của các ngươi và con cháu các ngươi. Xin cho con thành thực ăn năn thống hối để đáng được Chúa tha thứ. Yêu thương con, Cha muốn con theo Ngài. Cha mong con than khóc cho tội con. Cha không mong con khóc Cha bên ngoài, nhưng Cha mong con xót xa trong lòng. Con xin đường cho thấy gió là hướng nơi con đi. Con xin đường cho thấy gió dù đường đầy khổ nguy. Con xin đường cho Nơi thứ 9, quá kiệt sức, Chúa lại ngã lần thứ 3. Khí giới mạnh nhất của ma quỷ là sự ngã lòng. Xin Chúa cho con không ngã lòng trong bất cứ tình trạng nào, dù thảm hại đến đâu, và luôn luôn dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết tín nhiệm này: lạy Chúa, con tin Chúa yêu con. Nơi thứ 10, Chúa đã sống khó nghèo và chết không tấm áo che thân. Người muốn tận hiến đến cùng độ. Xin cho con được can đảm lột hết con người cũ, ý riêng, lòng tự ái, mọi quyến luyến, để chỉ còn lại cho con một mình Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc duy nhất của con. Cha lắng quên thân mình, yêu thương con, Cha lánh xa phồn vinh. Nơi bé lem, Cha khó khăn đơn nghèo. Trên con về, Cha vẫn mong thân nghèo. Con xin đường cho nơi thứ 11, đến đỉnh núi Sò, họ dằn ngửa Chúa ra và đóng đanh Ngài vào thánh giá. Không phải đanh sắt, nhưng là tình yêu đã đóng đanh Ngài. Cả đời Chúa là thánh giá, và Chúa hoàn tất sứ mệnh cứu độ cũng trên thánh giá.
xin cho con say mê thánh giá, trên đó con ước ao được đóng đanh ý riêng của con. Yêu thương con, xương cốt cha tôi bời, cha giang tay đinh cắm ra thịt cha. Ôi cha ơi, con đóng đinh cha rồi, bao năm qua con đóng đinh cha rồi. Con xin được chọn thánh giá là đường đời con đi. Con xin được chọn thánh giá dù đường đầy khổ nguy. Con xin được nơi thứ 12, trước khi tắt thở và chết vì yêu con, Chúa nhìn xuống, âu yếm từ giã mẹ người. Rồi đây con cũng sẽ chết. Chết vào tuổi nào, cách nào, chết ở đâu, con không biết. Chắc chắn sống làm sao, con sẽ chết làm vậy. Trong giờ sau hết của cuộc đời, xin cho con biết trông cậy vào Chúa và được tắt thở trong tay mẹ. Yêu thương con, cha chút hơi sâu cùng, thân cha treo trên núi cao đỉnh. Ôi cha ơi, thân xác cha nơi thứ 13, xác Chúa được tháo xuống và đặt trong lòng mẹ. Mẹ như đứt ruột khi ôm xác bê bết máu và đầy thương tích của Chúa. Lại mẹ là gương mẫu của mọi tâm hồn đau khổ. Xin giúp con noi theo gương mẹ, biết chấp nhận những đau khổ khó khăn của cuộc đời. Nơi thứ 14, xác Chúa được mai táng trong mồ để đợi ngày sống lại trong vinh quang. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu và đi vào một cuộc sống mới. Lạy Chúa Giêsu, nhờ công nghiệp thánh giá của Chúa, xin cho lòng con chỉ ước ao những sự trên trời, để sau khi chết, con cũng được về trời với Chúa.